thừa bóng sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê, hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta cùng quên đi chuyện năm xưa. Em biết ít chắc em thương em nhớ tất cả là em, còn gì em bằng lúc ta vùng vầy. Cầu mong sao cho đêm tối ước nguyện tròn một đời là được mãi mãi gần vâng. Xin mời chào bác nhá. Thì hôm nay bên em lại có mặt tại nhà chủ tư tại đường Nguyễn Văn Lộc, khu liền kề gần đường Nguyễn Văn Lộc đấy, Hà Đông. Thì lắp cho chú hôm nay, ngày hôm nay thì đầu tiên là một đôi loa DB Acoustic. Hôm nay thì chú lấy bên cửa anh em tất cả đồng bộ nhá, đồng bộ DB hết. Thì đầu tiên là đôi loa là mã là LX3, mã LX S32 đấy. Cùng với đấy một chiếc sub điện 30 312SA. Đấy, dòng DB thì nói chung là thiết kế khá là đẹp. Đấy, mặt càng rất là đẹp luôn. Và cùng với đấy thì đầu tiên thì mình, trong tủ máy thì là một chiếc mic DBK4000 và một chiếc quản lý nguồn không thể thiếu trong các bộ dàn gia đình sự kiện thì đều dùng, thì tắt bật nó rất là dễ dàng. Và thứ hai là nó bảo vệ cho bộ dàn nhà mình. Đấy. Khi chập cháy thì nó sẽ trong này sẽ có dơ le nó ngắt. Nó sẽ một là sẽ chết một con dơ le trong thôi, đỡ bị chết loa và chết nó đẩy chết vang đấy, rất là hay. Và một chiếc vang số xử lý âm thanh, mã là D700. Bản nâng cấp của S690. Và một chiếc đẩy hai kênh B2500 cho ra 500W một kênh để đánh cho một đôi loa. Và dùng một chiếc xúc điện đấy. Thì không gian là chú thì cũng vừa phải thôi. Đây, mời các bác xem qua nhé. Không gian là chú. Không gian này thì rơi vào 20m, 25m. Và sau đây thì mời các bác thưởng thức âm thanh sau khi em đã căn chỉnh xong cho chú nhé. Còn lại anh cho em tất cả em ơi, ta đến đỉnh điểm mời. Đêm lặng loài giấc ngủ mồ côi, người đi chưa đợi xa, đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui vui xưa. Thương quê hương và bé nhỏ mắt đỏ vì mình 16 giờ bỏ chơi đánh mơ.
lạ mắt, nên khi đối mặt chuyện buồn dường tan lần mắt. Đường ta đi về nguyện tùy ý lành người, mùa yêu như muốn ngỏ cùng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu.